Ngày 24 tháng 5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết cuộc tranh cãi trong nước Mỹ về trần nợ công là không cần thiết cho nền kinh tế thế giới, nhất là trong giai đoạn có nhiều bất ổn hiện nay. Bà Kristalina Georgieva đồng thời kêu gọi vấn đề này cần sớm được giải quyết. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar, bà Georgieva cho rằng Mỹ sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có thể vẫn không có tiền chi tiêu công trong tháng tới, thậm chí làm vỡ nợ, nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công 31.400 tỷ đô la hiện nay. Kịch bản này có thể gây ra khủng hoảng kinh tế và rối loạn các thị trường toàn cầu. Hiện các thị trường quốc tế đã rối loạn vì tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo phe Cộng hòa về các mức giới hạn cho vay của Mỹ khi hạn chót đầu tháng 6 để giải quyết vấn đề này đang tới gần. Cùng ngày, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã đưa Mỹ vào diện cần giám sát về nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm do rủi ro vỡ nợ. Tuy nhiên, Fitch vẫn hy vọng các đảng phái có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề trần nợ công.